nguyên nhân nào khiến chúng ta chưa gặp được người ngoài hành tinh? Đã có rất nhiều lập luận, bằng chứng được đưa ra nhằm chứng minh cho giả thuyết người ngoài hành tinh tồn tại và từng ghé thăm trái đất. Trong một cuộc tranh luận không chính thức năm 1950, nhà vật lý Enrico Fermi đã đặt ra câu hỏi: nếu nhiều nền văn minh tiên tiến ngoài trái đất tồn tại trong thiên hà thì tại sao tàu vũ trụ hay các máy thăm dò lại không tìm thấy? Và lý do gì khiến chúng ta chưa có bất cứ cuộc gặp gỡ tiếp xúc nào với người ngoài hành tinh? Câu hỏi này sau đó đã được đặt tên là nghịch lý Fermi. Vậy hôm nay, hãy cùng với Ký Sinh Não tìm hiểu về vấn đề này qua video dưới đây nhé. Có khá nhiều lời giải thích được đưa ra nhằm lý giải tại sao chúng ta chưa có cuộc gặp gỡ nào với người ngoài hành tinh. Một giả thuyết đề cập rằng lý do người ngoài hành tinh chưa đến trái đất là bởi vì họ không có đủ thời gian để đến. Giả thuyết này được các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Harvard củng cố khi họ khám phá ra một thế giới mới gọi là Mega Earth, với tên gọi là Kepler-10c. Hành tinh này có đường kính khoảng 29.000 km so với 13.000 km của hành tinh chúng ta và khối lượng gấp khoảng 17 lần trái đất. Các nhà nghiên cứu cho rằng thế giới mới này nắm giữ một bầu không khí dày đặc, Mega Earth cũng có nhiệt độ và áp lực giống như trái đất. Vậy tại sao đến nay chúng ta vẫn chưa có cuộc gặp gỡ nào với người ngoài hành tinh? Câu trả lời được nhiều người ủng hộ hiện nay chính là bởi sự biến đổi khí hậu. Trái đất đang ngày một nóng lên nhờ vào sự góp công rất lớn của khí thải nhà kính. Các chuyên gia dự đoán rằng khi nồng độ CO2 trong khí quyển tăng gấp đôi thì nhiệt độ bề mặt trái đất sẽ tăng lên khoảng 3 độ C. Dự báo, nếu không có biện pháp khắc phục hiệu ứng nhà kính, nhiệt độ trái đất sẽ tăng lên khoảng 1,5 đến 4,5 độ C vào năm 2050. Điều này phần nào khiến người ngoài hành tinh chùn bước khi có ý định ghé thăm trái đất. Bên cạnh đó, sự thay đổi diện tích địa chất cũng làm ảnh hưởng không nhỏ tới bầu không khí và sự phản xạ nhiệt của trái đất. Hành tinh của chúng ta đã có sự biến đổi khí hậu trong suốt 4 tỷ năm qua. Một môi trường lý tưởng, ổn định là điều kiện tiên quyết để thu hút sự ghé thăm của người ngoài hành tinh. Cũng có nhà khoa học cho rằng, giống người trái đất, người ngoài hành tinh cũng có thể sử dụng những phương tiện giúp rút ngắn cuộc tìm kiếm bằng cách bắt những làn sóng truyền hình hay truyền thanh từ các hành tinh kia. Nhưng ngay cả khi đó, nếu họ phát triển được một hình thức giao thông độc đáo nào có thể đưa họ đi xuyên dải ngân hà trong 2 tuần, thì vẫn phải mất hàng triệu năm họ mới có thể tìm ra chúng ta. Ngoài nguyên nhân do biến đổi khí hậu, các nhà khoa học cũng đặt ra một số giả thuyết cho việc tại sao đến giờ phút này chúng ta vẫn chưa gặp được người ngoài hành tinh. Giả thuyết Estevation. Năm 2017, một nhóm nghiên cứu của trường đại học Oxford đã đề xuất một giả thuyết có tên là Estevation. Ý tưởng của giả thuyết này là hầu hết người ngoài hành tinh hiện đang ngủ đông giống như loài gấu, nhưng với thời gian lâu hơn. Các nhà khoa học lý giải rằng bất kỳ nền văn minh tiên tiến nào cuối cùng rồi cũng đến lúc phải hợp nhất với máy móc, tạo thành một xã hội số toàn diện, có khả năng suy nghĩ, hành động và vận hành vượt ngoài sức tưởng tượng của con người hiện nay. Vấn đề duy nhất với họ là giữ lạnh. Nhìn nhận từ các hệ thống làm lạnh trên trái đất, chúng hoạt động hiệu quả hơn gấp 10 lần nếu môi trường xung quanh lạnh hơn 10 lần. Do đó, hoàn toàn có cơ sở logic cho rằng người ngoài hành tinh ở kỷ nguyên kỹ thuật số đang ngủ đông trong vài nghìn tỷ năm hoặc nhiều hơn, khi vũ trụ giãn nở và trở nên nguội đi. Bằng cách này, họ có thể tăng sức mạnh để làm những việc khác quan trọng hơn như chinh phục thiên hà, thay vì chỉ đơn thuần cố gắng kiểm chế nhiệt độ trên hành tinh của họ. Giả thuyết Giant Bottleneck. Một ý tưởng khác được đề xuất vào năm 2016 là giả thuyết Giant Bottleneck. Giả thuyết này đề cập đến thực tế đó là có khá nhiều hành tinh đá trẻ, tuổi đời không quá 1 tỷ năm có khí hậu cực kỳ bất ổn, cuối cùng trở nên quá nóng hoặc quá lạnh để sự sống có thể tồn tại lâu dài. Lấy sao Kim, trái đất, sao Hỏa làm ví dụ. 4 tỷ năm trước, cả ba hành tinh này đều có điều kiện sống phù hợp, thậm chí có thể cùng từng tồn tại những loài vi sinh vật đơn giản. Nhưng như chúng ta đã thấy, chỉ có sự sống trên trái đất là còn kéo dài cho tới ngày nay. Theo thuyết Giant Bottleneck, nguyên nhân là do sự phát triển quá nhanh chóng của sự sống nguyên thủy trên trái đất, kéo theo lượng oxy lớn được giải phóng vào khí quyển, giúp ổn định khí hậu. Tuy nhiên, tình huống này dường như là một ngoại lệ so với thông thường. Vì thế, cũng có thể lý do chúng ta không tìm thấy người ngoài hành tinh là vì tất cả họ đều đã chết. Tuy nhiên, một giả thuyết khác cũng được đưa ra. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu như cuộc sống có thể phát triển ở điều kiện môi trường hoàn toàn khác, an toàn trước những biến động nhiệt độ và bức xạ nhiệt? Đó là những gì chuyên gia nghiên cứu về các hành tinh Alan Stern đưa ra vào năm 2017, khoảng một năm sau khi phát hiện bằng chứng cho thấy sao Diêm Vương có một đại dương dưới lòng đất.
trên thực tế, sao Diêm Vương, Europa, vệ tinh của sao Mộc và Enceladus, vệ tinh của sao Thổ, có lớp vỏ băng giá phủ phía trên một đại dương ngầm rộng lớn. Những nơi này có thể trở thành cái nôi của sự sống, tốt hơn rất nhiều so với các hành tinh tương tự trái đất, nơi rất dễ bị tổn thương khi có sự thay đổi nhiệt độ và bức xạ năng lượng cao tấn công vùng bề mặt. Nếu giả thuyết khả thi, rất có thể có một cuộc sống văn minh nào đó hiện đang chìm trong nước, tách biệt khỏi phần còn lại của vũ trụ, khó có khả năng giao tiếp với chúng ta. Nhưng giả thuyết vẫn là giả thuyết, dù cho với bất kể lý do là gì, điều đó cũng không thể khiến con người chúng ta nhụt chí trong công cuộc tìm kiếm sự sống ngoài trái đất. Chắc hẳn trong tương lai, khi công nghệ và khoa học ngày một phát triển hơn nữa, điều này chắc chắn sẽ trở thành sự thật. Vậy các bạn có ý kiến sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận bên dưới video nhé. Nếu các bạn thấy video hay và bổ ích, hãy để lại một like cũng như chia sẻ video tới mọi người xung quanh. Cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh YouTube của Ký Sinh Não để cùng tiếp tục theo dõi những video thú vị và bổ ích tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.